giấc mơ thật bình yên, có những ước mơ thật hồn nhiên, ngày lại ngày sống trong yêu thương. Hãy để chúng tôi được sẻ chia, hãy để chúng tôi luôn cạnh bên, vì đồng hành cùng bạn là sứ gian. Nhớ khi ta vì nhau tận tụy, thấy những hy vọng dâng trong tim bạn ơi. Nâng niu từng sự sống, hạnh phúc ra đơn chỉ vậy. Nâng niu từng sự sống, muốn khơi qua những khát vọng, mang theo muôn vàn tinh hoa. Học phương Tây cùng triết lý người Á Đông. Chào các bạn, tôi là Michael, chuyên gia ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, một trong những bệnh viện đa khoa top đầu của Hà Nội, được đầu tư hệ thống trang thiết bị y khoa đồng bộ và hiện đại nhất hiện nay. Tôi thật vinh dự khi hàng ngày được góp sức mình mang đến cho khách hàng các dịch vụ khám và tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư. Tôi là Lucia. Chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Với trình độ chuyên môn của chúng tôi, kết hợp với hệ thống trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ các nước có nền y tế phát triển, chúng tôi luôn mang đến cho các bạn dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, thân thiện, đặc biệt là chung tay đẩy lùi bệnh ung thư cho người dân Việt Nam bằng các dịch vụ khám, tầm soát, phát hiện sớm ung thư, nâng cao hiệu quả điều trị.